Sáng ngày 20 tháng 4 2024, Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo thành phố Bạc Liêu do bà Nguyễn Kim Lý, trưởng ban, phối hợp chính quyền địa phương thực hiện lễ khởi công xây dựng cầu nhân ái số 21 tại ấp Bình Tốt A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Chiếc cầu mới dự kiến có chiều ngang 2m, dài 26m do Ban Từ thiện Vận động Phật tử Chùa Thiên Thai, thành phố Vũng Tàu tài trợ 142 triệu 800 ngàn đồng. Cây cầu sẽ giúp cho bà con lưu thông an toàn, các cháu nhỏ thuận tiện đến trường, góp phần cùng với địa phương dần thay đổi diện mạo vùng nông thôn xã Vĩnh Phú Tây. Bà Nguyễn Kim Lý cho biết, đây là công trình hướng tới kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca, Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Ban từ thiện sẽ còn góp thêm nhiều niềm vui cho bà con nông thôn, người có hoàn cảnh khó khăn để mua Phật đản về trong không khí thiên liêng ấm áp.